Xin hey, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một món ăn vặt siêu ngon và đặc biệt là được các em nhỏ rất là yêu thích luôn. À, đó chính là món thạch xoài. Và nếu các bạn cũng đang tìm hiểu một cái công thức làm món thạch xoài đơn giản nhất để chiêu đãi cả nhà mình trong những cái ngày hè nắng nóng như hiện nay, thì hãy cùng mình vào bếp ngày hôm nay nha. Và để làm món thạch xoài thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây Đầu tiên là xoài à, Xoài ở đây mình sử dụng là 3 quả xoài chín ba quả này là tầm khoảng gần 1kg nha các bạn Ngoài ra thì mình cần chuẩn bị thêm là hai hộp sữa tươi Và khoảng 150ml nước Cái phần sữa và nước này các bạn có thể cộng trừ gia giảm làm sao Mà cho nó tầm khoảng 500ml là được ha Nếu mà bạn nào muốn ăn béo nhiều thì mình sử dụng hoàn toàn bằng sữa cũng được và mình sẽ chuẩn bị thêm là 100g đường và bột gelatin. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế xoài trước, xoài thì mình sẽ gọt bỏ cái lớp vỏ ở bên ngoài, à, sau đó mình cắt hạt lựu. Mình cắt hạt lựu trực tiếp trên quả xoài luôn thì nó sẽ nhanh và đơn giản hơn là mình cắt ra từng miếng nha các bạn hiện nay đang vừa là mùa xoài mà cũng vừa là mùa hè à, thời tiết khá là nắng nóng nếu mà mình ăn xoài nhiều quá thì nó cũng sẽ à, bị nóng rất là nhiều ha mình à, đổi khẩu vị mình làm cái món thạch xoài như thế này à, để cả nhà của mình cùng thưởng thức à, vừa ngon vừa mát vừa bổ rất là tuyệt vời luôn Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, mình cho hai hộp sữa tươi và nước vào. Cái phần sữa tươi và nước thì các bạn có thể điều chỉnh à, cộng trừ làm sao mà cho cái phần sữa tươi và nước tầm khoảng 500 ml là được ha. À, tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình muốn ăn béo nhiều hay béo ít mà mình điều chỉnh cho nó phù hợp ha. À, và các bạn cũng có thể sử dụng hoàn toàn bằng sữa tươi à, hoặc là hoàn toàn bằng nước đều được. Ở đây thì mình sử dụng là hai phần sữa và một phần nước. Và mình sẽ cho hết 100g đường vào cùng Và với 500ml sữa và nước thì ở đây mình sẽ sử dụng là 30g bột gelatin à, 30g bột gelatin thì các bạn đong tầm khoảng 3 muỗng đầy như thế này mình khuấy đều lên để cho cái phần đường và bột gelatin nó tan hoàn toàn. À sau đó thì mình sẽ để bột gelatin nở tầm khoảng 20 phút trước khi mình đem nấu nha các bạn. Nếu mà các bạn mang đi nấu liền thì cái bột gelatin của mình nó sẽ không có kịp nở và nó sẽ làm giảm cái độ kết dính của những cái miếng thạch mình lại. À nên là cái bước này các bạn để ý ha. Trước khi mình mang nấu thì mình sẽ ngâm bột gelatin nở tầm khoảng 20 phút và một điều lưu ý cũng rất là quan trọng nữa khi mà mình dùng bột gelatin thì mình tuyệt đối không nấu sôi nha các bạn à, nếu mà mình nấu sôi thì nó vừa làm giảm à, cái chất dinh dưỡng của sữa mình xuống à, đồng thời nó vừa làm giảm cái độ kết dính của bột gelatin lại à, nên là các bạn để ý mình tuyệt đối không nấu sôi khi mà mình dùng bột gelatin ha mình cứ nhắc đi nhắc lại những cái lưu ý nho nhỏ như vậy à, Để mình mong muốn khi mà các bạn nấu ăn thì mình sẽ để ý những cái vấn đề nhỏ này Để cái món ăn của mình nó sẽ thành công nhất ha Và trong cái quá trình nấu thì các bạn để lửa nhỏ thôi ha Và khi nước ở trong nồi của mình nó đạt tầm khoảng 80 độ C à, Thì mình cho xoài vào được rồi nha các bạn Hoặc là các bạn cũng có thể canh làm sao mà à, Mình thấy cái nồi nước của mình nó vừa sủi bọt tăm lên à, Là lúc đó mình tắt bếp và mình cho xoài vào được rồi ha cuối cùng thì mình sẽ đổ ra hộp và mình đợi cho cái hỗn hợp này nó nguội hoàn toàn sau đó mình mới cho vào trong ngăn mát tủ lạnh lúc nãy mình đổ nó hơi mạnh một tí xíu nên là nó có cái phần bọt ở phía trên à, các bạn dùng muỗng các bạn hết cái phần bọt này đi ha khi mà thạch của mình còn nóng như thế này thì mình không nên cho vào trong tủ lạnh liền nha các bạn à các bạn để cho thạch của mình nguội rồi mình mới cho vào ha nếu mà các bạn cho vào liền thì thạch của mình nó sẽ bị sốc nhiệt à, và nó cũng sẽ làm giảm cái độ kết dính xuống Bây giờ thì mình sẽ đợi cho thạch nguội à, Sau đó mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ Khi mà thạch đông lại thì mình có thể sử dụng được và đây là cái hộp thạch xoài mình vừa lấy từ trong ngăn mát tủ lạnh ra này các bạn à, Các bạn nhìn cái phần thạch của nó đã đông lại rồi ha bây giờ thì mình sẽ dùng dao mình khứa một cái đường văn hộp trước à, sau đó thì mình sẽ cắt thành những cái miếng vuông vừa ăn mình làm trực tiếp trên hộp như thế này thì lát nữa mình đổ ra đĩa mình ăn thì nó sẽ dễ hơn ha mình dùng bột gelatin để mình nấu thạch thì những cái miếng thạch của mình khi ăn nó cực kỳ dẻo luôn nha các bạn à, nó khác xa so với lại mình nấu với lại bột rau câu ha à, ngoài cái độ giòn của bột rau câu ra thì cái bột gelatin của mình nó còn thêm cái độ dẻo nữa rất là ngon luôn Bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa cho các bạn xem trực tiếp những cái miếng thạch của mình Wow, nhìn rất là ngon luôn các bạn ơi khi mà mình ăn thì nó sẽ có cái độ dẻo, độ béo, thơm, mùi xoài rất là tuyệt vời luôn à, Và các bạn nhỏ cực kỳ là yêu thích món ăn này Nếu mà có thời gian rảnh rỗi thì các bạn hãy làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nhé Video của mình đến đây là hết rồi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn